Nhắc đến hai từ quê hương, bất cứ ai xa quê cũng bùi ngùi xúc động. Bởi quê hương là nơi bản thân được sinh ra, được nuôi dưỡng, trưởng thành. Nơi có một mái nhà của tuổi ấu thơ với những người yêu thương, ruột thịt từng gắn bó, quây quần và sẻ chia. Tôi sống ở thủ đô, nhưng mà trái tim của tôi luôn luôn hướng về quê hương. Vì quê hương là cái nơi sinh ra của tổ tiên ông bà cha mẹ mình. Nơi mà cái đất nước mà đã càng hàng ngàn năm lịch sử đã tạo nên một cái nền văn hóa. Cho nên đó, mặc dù đi xa, nhưng mà kỳ vọng của chúng tôi, những người con xa quê hương tại thủ đô Hà Nội, mong rằng năm 2015 là một cái năm phát triển nhảy vọt để chào mừng thắng lợi Đại hội Đảng bộ của tỉnh, đồng thời là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Trăn trở với sự phát triển của quê hương, ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, tỉnh Nghệ An có ba thế mạnh mà ít tỉnh nào có được, đó là quỹ đất lớn, là tỉnh có người sinh sống, làm ăn trên mọi miền Tổ quốc Đông và thành đạt nhất. Hơn nữa, Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Vì vậy, Nghệ An có nhiều cơ hội để phát triển vững mạnh, toàn diện, nếu biết nắm bắt và phát huy những lợi thế này. Tôi mong cho Nghệ An là thực hiện cái phương châm là khơi dậy tiềm năng bên trong, thu hút tốt quyền lực bên ngoài, đoàn kết để tiếp tục phát triển cao hơn. Và tôi có thể nói một câu khái quát thế này, nếu Nghệ An trong tỉnh đoàn kết, biết gắn kết với các bộ ngành ở trung ương, biết khai thác chất xám của con ăn Nghệ An ngoài tỉnh và biết thu hút đầu tư của các doanh nghiệp lớn trên thế giới, thì Nghệ An sẽ đi lên bền vững mãi mãi và muôn đời. Cũng như ở thủ đô Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng là quê hương thứ hai của rất nhiều người con xứ Nghệ. Họ đã thành công và có nhiều cống hiến cho xứ sở ngàn hoa này. Nhưng dù ở đâu, với cương vị nào thì họ vẫn luôn hướng về quê hương. Và hạnh phúc lớn nhất của mỗi người là được trở về quê hương trong những ngày Tết. Năm nào thì cũng là không có dịp về Tết, thì gia đình cũng là cố gắng là sắp xếp cũng trang trí trong nhà, rồi tổ chức gói bánh chưng để có bánh để dâng lên cúng của tổ tiên ông bà cha mẹ. Và cái cảm nhận của tôi về ăn Tết ở Đà Lạt thì nói chung là cũng rất là vui, mặc dù là xa quê hương, rất dễ quê hương, nhưng mà vẫn là vì công việc cho nên còn phải lo cho cái Tết của toàn. Tại nước bạn Lào, Tết Việt cũng đã rộn ràng, ấm áp, thu hút hàng vạn đồng bào Việt Nam tham gia. Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác Đầu tư tại Lào tổ chức trọng thể lễ hội đón Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, Tết Ất Mùi. Tham gia cùng bà con cộng đồng Việt tại Lào còn có cả bà con cộng đồng Việt tại huyện Thà Bò, tỉnh Nong Khai, Thái Lan. Đại sứ quán Việt Nam cũng phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức lễ hội, giới thiệu truyền thuyết và phong tục bánh chưng ngày Tết của người Việt Nam. Chúng tôi tổ chức cái buổi Tết cộng đồng hôm nay nhằm tổ chức một cái Tết cho bà con vui, vui tươi và hướng về quê hương đất nước. Thì nhân dịp Tết Ất Mùi, thay mặt cho lãnh đạo đại sứ quán, chúng tôi xin chúc cho đất nước ngày càng đổi mới và phát triển. Là những người con xa quê nhưng luôn luôn hướng về Tổ quốc thì cũng không có gì là bằng có Tổ quốc là có tất cả. Thì kiều bào hải ngoại như là chúng tôi ở Thà Bò, một huyện nhưng dân cư cả đông đúc, có hơn 500 hộ, có gần 3.000 hộ khẩu, do đó một lòng một dạ là con cháu Bác Hồ, đó vui mừng khi Tổ quốc ta có sự tiến bộ. Tình cảm, sự quan tâm của mỗi người dành cho quê hương, sự đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc, cộng đồng người Nghệ ở nước ngoài và ở mọi miền của đất nước chính là sức mạnh nội sinh to lớn, là động lực để Nghệ An phát triển đi lên.